Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả thân thương trong và ngoài nước quay trở lại với kênh thông tin tin tức của Hiếu Phan Vlog. Trước khi vào nội dung, cho Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình con ngày cuối tuần thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. À, thì nội dung trong video này Hiếu xin chia sẻ một cái nghị định mới. Cái nghị định này là 53 trên 2022 NDCB quy định chi tiết một số điều của luật an ninh mạng vừa được chính phủ ban hành và nêu rõ kể từ ngày 1 tháng 10 yêu cầu xóa bỏ thông tin khi có căn cứ pháp luật xác định thông tin trên không gian mạng có nội dung như là làm nhục, du khống, xâm phạm trật tự an ninh quản lý kinh tế bị đặt sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hoạt động kinh tế xã hội đến mức yêu cầu xóa bỏ thông tin. Thì đây á, họ nói là gây hoang mang trong nhân dân, gây trật tự cũng như là xâm phạm về trật tự quản lý kinh tế, bịa đặt sai sự thật. Đó, những cái thông tin như thế này á thì không biết là Ờ, nó có dính líu gì tới những cái vụ uh, án mà chúng ta theo đuổi hay không? Chẳng hạn như vụ án của Thiền Am Minh bầu Vũ trụ thì trong suốt thời gian qua thì họ cũng đã lên trên mạng vu khống bị đặt những cái thông tin mà nó sai sự thật cho bên phía đại gia đình Thiền Am. Đó là cái việc mà họ nói là Thiền Am có dấu hiệu loạn luân nè, rồi uh, quan hệ huyết thống giả trẻ một cô giả sư trục lợi vân vân. Nhưng mà cái nghị định mới này thì họ có áp dụng để mà xử lý những cái trường hợp Uh, thông tin mạng trôi nổi như vậy hay không uh, và bởi vì đó là những cái thông tin sai sự thật đúng không quý vị khán giả thì cũng hy vọng là ngoài áp dụng cái uh, nghị định mới này để mà xử uh, lý À, đối với những cái trường hợp xâm phạm về quản lý kinh tế hay là bịa đặt sai sự thật gây quan mang trong nhân dân gây thiệt hại về hoạt động kinh tế á, xã hội đến mức là phải yêu cầu xóa bỏ những cái thông tin đó còn những cái thông tin mà nói về thiền am á thì họ có áp dụng để mà chừng trị những kẻ đó hay không có gỡ bỏ những cái thông tin đó hay không thì chúng ta còn chờ đợi là đầu tháng 10 nha thưa vị khán giả tức là vào ngày 1 tháng 10 đó thưa vị thì sau đây thì Hiếu đã xin đọc nguyên văn của cái nội dung mà chính phủ ban hành về cái nghị định mới này sẽ áp dụng vào đầu tháng 10 cho quý vị khán giả được nghe như sau để xem là họ có áp dụng đối với những trường hợp mà vu khống bị đặt làm nhục những cái thông tin mà có liên quan đến thiền an Minh Bộ trụ hay không thì chúng ta cùng theo dõi và cùng nghe Hiếu chia sẻ à. thì ở đây thì trong cái nghị định này có nói như thế này tại điều 19 nghị định 53 trên 2022 NDCB nêu rõ các trường hợp áp dụng biện pháp yêu cầu xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng gồm khi thông tin được cơ quan có thẩm quyền xác định là xâm phạm an ninh quốc gia, tuyên truyền chống phá nhà nước, kích hoạt à, kích động gây bạo loạn nè, phá gói an ninh và gây gói trật tự cộng đồng. À, khi có căn cứ pháp luật xác định thông tin có nội dung làm nhục du khống xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, bịa đặt sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho hoạt động kinh tế, xã hội đến mức phải xóa bỏ thông tin à, các thông tin khác có nội dung quy định tại điểm C D E tại khoản 1 điều 8 luật an ninh mạng gồm xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới À, phân biệt chủng tộc hoạt động mại dâm tệ nạn xã hội mua bán người đăng tải thông tin dâm ô đồ trị tội ác phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc đạo đức xã hội sức khỏe của cộng đồng xúi dục lôi kéo kích động người khác phạm tội bên cạnh đó theo nghị định 53 trên 2022 NDCB mạng máy tính truyền đưa bí mật nhà nước phải tách biệt vật lý hoàn toàn với mạng máy di tính à, kết nối internet cụ thể như sau mạng máy tính của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị của trung ương và địa phương phải xác định rõ hệ thống mạng thông tin và thông tin quan trọng cần ưu tiên đảm bảo đảm an ninh mạng. Quy định rõ các điều cấm và các nguyên, nguyên tắc quản lý sử dụng và sử dụng và bảo đảm an ninh mạng. Mạng máy tính nội bộ có lưu trữ truyền đưa bí mật nhà nước phải được tách biệt vật lý hoàn toàn với mạng máy tính các thiết bị phương tiện điện tử có kết nối mạng internet, trường hợp khác phải bảo đảm quy định của luật pháp về bảo vệ bí mật nhà nước, à, quy trình quản lý nghiệp vụ kỹ thuật trong vận hành, sử dụng và bảo đảm an ninh mạng đối với dữ liệu hạ tầng kỹ thuật trong đó phải đáp ứng đủ các à, yêu cầu cơ yêu cầu cơ à, bản bảo đảm an toàn hệ thống thông tin. Tại nghị định số 53/2022/NĐ-CB, 20, à, cũng quy định trình tự thủ tục thực hiện biện pháp yêu cầu xóa bỏ thông tin à, trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng, xâm phạm à, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Ở đây thì họ có nói là của cơ quan, tổ chức, cá nhân luôn thưa quý vị khán giả. Thì tất nhiên là à, nghe đến cái chỗ mà cá nhân thì chúng ta cũng biết rằng là cái nghị định 53 trên 2022 NDCB này áp dụng vào đầu tháng 10 này thì họ sẽ xóa bỏ những cái thông tin mà đưa sai sự thật ở đó là có xúc phạm đến cá nhân tức là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến là những cái uh, uh, câu chuyện mà họ lan truyền trên mạng xã hội mà mấy năm vừa qua đó cho rằng là đại gia đình thiền am có dấu hiệu luận lon giả sư trục lợi quan hệ với thống vân vân và trẻ một coi như thế này thế nọ đó thì đó là họ đã xúc phạm đến uh, danh dự nhân phẩm cá nhân Thưa thưa vị thì những cái thông tin sai sự thật mà nó không có được kiểm chứng á, thì cũng sẽ bị cục an ninh mạng phòng và chống tội phạm có thể là họ xóa bỏ những cái thông tin đó hay là có những cái biện pháp xử lý thư vị khán giả thì đây thì bên phía cục trưởng cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an, thủ trưởng cơ quan thẩm quyền của bộ thông tin và truyền thông cũng có nói như thế này, quyết định áp dụng biện pháp yêu cầu xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức, cá nhân theo quy định đó thì gửi văn bản yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông dịch vụ trên mạng internet dịch vụ gia tăng trên không gian mạng chủ quản hệ thống thông tin xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật à, trên không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân à, theo quy định à, kiểm tra việc bất kiểm tra việc chấp hành thực hiện biện pháp của các chủ thể có liên quan được yêu cầu trao đổi chia sẻ thông tin về việc thực hiện biện pháp này trừ trường hợp nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước hoặc yêu cầu nghiệp vụ của Bộ Công an, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng quyết định áp dụng biện pháp yêu cầu xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc sai sự thật à, trên không gian mạng. Xâm phạm an ninh quốc gia, an ninh uh, quân đội đối với hệ thống thông tin quân sự. Đó là những cái uh, uh, điều uh, khoản mà họ đã quy định ở trong cái nghị định mới thưa vị. Thì đây thì họ nói là xâm phạm xúc phạm đến uh, ngành cơ quan chức năng hay là những thông tin mật á, mà đưa lên trên mạng xã hội là những cái thông tin sai sự thật thì họ sẽ có quyền xóa bỏ những cái thông tin đó. Còn nói về cái việc mà xâm phạm, xúc phạm đến quyền và lợi ích của cá nhân á Thì ở đây á, trong cái nghị định uh, 53 trên 2022 của NDCB cũng có nói là cái việc mà xâm phạm uh, đời tư hay là xúc phạm người khác á thì cũng sẽ bị xử lý uh, và đặc biệt là bên phía Cục An ninh mạng họ sẽ theo dõi sát sao những cái thông tin mà trôi nổi sai sự thật thì họ sẽ có cái hướng một cái là họ gỡ bỏ đó, còn nếu mà nghiêm trọng quá thì họ sẽ có những cái quy định để mà xử lý đối với những thông tin đó hoặc là chủ tài khoản đó thưa quý vị khán giả. Thì để xem là cái nghị định mới này họ sẽ áp dụng trong đầu tháng 10 này như thế nào Thì cũng hy vọng rằng là ở bên phía chính phủ làm mạnh tay hơn đối với những thông tin dễ Bởi vì những cái thông tin này dễ dẫn dắt dư luận hiểu sai sự thật Và nó cũng gây mất an ninh trật tự trên mạng xã hội thưa vị khán giả Chẳng hạn như cái thông tin mà chúng ta theo đuổi từ bảy lâu nay mà phản biện lại họ đó Họ cho rằng là uh, tiền an minh bảo trụ có những cái tội danh như là luận lon, giả sư trục lợi, giả trẻ một coi gì đó vân vân các kiểu hết. Thì đó là những thông tin sai sự thật hết trơn đúng không quý vị khán giả? Trong khi đó thì ở thời điểm hiện tại thì bên phía cơ quan chức năng họ chưa có một cái câu trả lời hay có một cái quyết định nào hết về những cái tội danh trên như là họ nói. Nhưng mà ở phiên tòa ngày 20-21 tháng 7 vừa qua Đó là phiên tòa sơ, sơ thẩm Xét xử vụ án 331 Thì vị cũng có nghe là bên viện kiểm sát Họ nói rồi Ngoài cái hành vi 331 uh, 33 xạo 33 mơ hồ này ra Thì chưa có một cái hành vi nào khác Đối với đại gia đình truyền am Thưa vị khán giả Đó thì chúng ta cũng chờ xem là Cái nghị định mới này Họ sẽ áp dụng và xử lý Những cái trang thông tin đó như thế nào Thì thời gian sẽ trả lời cho chúng ta được biết quý vị khán giả thì hiếu cũng rất mong là bên uh, cục an ninh mạng uh, làm hết mình trong cái vụ việc này để tránh cái trường hợp là hiểu sai sự thật cho một tổ chức cá nhân hay là những cái bí mật đời tư của họ mà đưa lên trên không, không gian mạng như vậy á, thì nó hoàn toàn sai trái với pháp luật bởi vì những cái thông tin đó là họ gán ghép bìa đặt để mà câu like câu view thì cũng cần phải mạnh tay làm cho rõ đúng không ạ thì hoan nghênh là bên uh, chính phủ cũng sẽ áp dụng cái nghị định mới này thì chúng ta chờ xem là cái thời gian sẽ như thế nào thì cái video nội dung hôm nay là hiểu chị chia sẻ đến cho vị khán giả được biết là cái nghị định mới 53 trên 2022 NDCB mà bên phía cục an ninh mạng họ sẽ áp dụng vào đầu tháng 10 này để xử lý những cái thông tin mà nó chưa có đúng sự thật những cái thông tin mà xúc phạm làm nhục đến danh dự của tổ chức nhà nước hay là cá nhân thưa vị khán giả đó là nội dung trong video này Rất mong là vị khán giả khi xem để lại bình luận Một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho à Một lần nữa cuối video Mến chúc tất cả vị khán giả thân thương Cùng với gia đình của mình Có ngày cuối tuần thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc Và gia đình hạnh phúc Còn bây giờ Hiếu xin kính chào tạm biệt Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị, vị vào trong những video tiếp theo